Hà Giám Cát xin chào các anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Như tiêu đề của video thì hôm nay muốn chia sẻ với các anh chị một chút về cái vấn đề sử dụng sữa trong cái chế độ ăn uống hàng ngày của mình. Gần đây em có tư vấn cho các chị em thì nhiều chị em than thở là mình hay bị đau nhức xương khớp nên là nghĩ là thiếu canxi. Và các chị em thì rất là hay mua sữa về để bổ sung canxi để giúp cho xương chắc khỏe. Điều đấy có thực sự là chính xác hay không? Thì cái vấn đề về sữa nó hơi bị nhạy cảm một chút nên em xin phép và không bày tỏ quan điểm cá nhân của mình về cái vấn đề này. Em xin phép được trích nguyên văn từ cuốn sách Nhân tố Enzyme của bác sĩ Hiromi Shinja. Đây là một bác sĩ rất là nổi tiếng người Nhật Bản nha các anh chị. Đấy, cái bộ sách Nhân tố Enzyme của bác sĩ thì được rất nhiều người yêu thích. Đấy, thì trong cuốn sách này thì bác sĩ có nhắc đến một cái vấn đề, đó là uống nhiều sữa bò có thực sự giúp cho chúng ta bổ sung canxi cho xương chắc khỏe hay không. Thì trong cuốn Nhân tố Enzyme này có một cái chương nói đến là uống nhiều sữa bò không những là không giúp cho chúng ta xương chắc khỏe mà thậm chí còn khiến cho chúng ta bị loãng xương cơ. Đây, em sẽ đọc nguyên văn cho các anh chị để mình tham khảo xem, để quyết định xem có nên sử dụng sữa trong việc bổ sung canxi không nha. Trang số 70. Trong cái chế độ giảm cân em tư vấn cho các anh chị ý, thì chúng ta sẽ không sử dụng bất kỳ các loại đồ uống có calo nào trong cái chế độ giảm cân, kể cả sữa nha. Đấy, thì thấy nhiều chị em bảo là muốn uống sữa để bổ sung canxi thì thực sự sữa có bổ sung canxi hay không? Thì chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Theo quan điểm của bác sĩ thì uống nhiều sữa bò dẫn đến loãng xương cơ, chứ không giúp cho xương chắc khỏe đâu. Người đầu tiên chỉ cho tôi biết sữa bò bán trên thị trường có hại cho sức khỏe là mấy đứa cháu họ của tôi. Thời điểm ấy cách đây 35 năm, hai đứa bé đấy sinh ra và lớn lên ở Mỹ, đáng nói là chúng bị viêm da dị ứng chỉ sau 6 đến 7 ngày sau sinh. Mẹ của bọn trẻ mặc dù đã làm theo chỉ dẫn của bác sĩ khoa nhi, nhưng bệnh viêm da dị ứng của chúng vẫn không cải thiện một chút nào. Lên tầm 4 tuổi thì chúng bị tiêu chảy nặng, thậm chí là sau đó còn xuất hiện tình trạng đi ngoài ra máu. Người mẹ rất là hoảng sợ và đến nhờ tôi kiểm tra, tức là nhờ bác sĩ đến kiểm tra. Khi nội soi đại tràng, tôi mới phát hiện ra chúng đã bị loét đại tràng giai đoạn đầu. Rất nhiều trường hợp bệnh viêm loét đại tràng có nguyên nhân liên quan đến ăn uống. Thế nên tôi đã điều tra những món ăn mà bọn trẻ thích ăn và thường hay ăn. Sau đó tôi được biết rằng thời điểm hai đứa bé này dị ứng thì mẹ của chúng đã làm theo hướng dẫn của bác sĩ là ngừng cho bú sữa mẹ, và chuyển sang sữa ngoài. Ngay lập tức tôi đã yêu cầu cắt hết sữa bò cùng các sản phẩm từ sữa trong khẩu phần ăn của bọn trẻ. Và sau đó bệnh đi ngoài ra máu, tiêu chảy, kể cả bệnh dị ứng của chúng cũng được cải thiện rõ rệt. Đấy. Rồi bây giờ em sẽ bỏ qua một số đoạn và nói thẳng đến cái phần là uống nhiều sữa bò lại gây loãng xương nha. Đây nhá, ở đây bác sĩ có nói là uống nhiều sữa bò không chỉ là nguyên nhân gây nên dị ứng mà còn là nguyên nhân hình thành nên các căn bệnh nguy hiểm như là bệnh máu trắng, tiểu đường. Những nghiên cứu này bạn có thể dễ dàng tìm được trên mạng internet. Đấy, các anh chị có thể tìm hiểu thêm nhá. Đây, tiếp đến này, cái quan trọng nhất này, nhầm lẫn lớn nhất của mọi người đối với sữa bò là sữa bò giúp phòng tránh bệnh loãng xương. Mọi người cho rằng theo thời gian lượng canxi trong cơ thể sẽ giảm đi, vì thế hay uống sữa bò để phòng tránh bệnh loãng xương. Tuy nhiên đây lại là một sai lầm tai hại. Chính vì uống quá nhiều sữa bò mới dẫn đến bệnh loãng xương. Canxi trong sữa bò được cho là hấp thu tốt hơn canxi trong các loại cá hay những thực phẩm khác, nhưng đây lại là một thực tế không chính xác. Nồng độ canxi trong máu người ổn định trong khoảng 9-10mg. Khi uống sữa bò, nồng độ canxi trong máu tăng lên nhanh chóng. Thế nên nếu chỉ nhìn qua, mọi người sẽ cho rằng cơ thể hấp thu được nhiều canxi. Tuy nhiên, chính cái gọi là tăng nồng độ canxi trong máu lại gây nên bi kịch, lại gây nên bi kịch cho chúng ta. Thực ra khi nồng độ canxi trong máu tăng lên, cơ thể sẽ điều chỉnh sao cho nồng độ canxi quay về giá trị cân bằng. Lượng canxi thừa sẽ được thận bài tiết qua đường nước tiểu. Nói cách khác, thật đáng buồn khi chính lượng canxi trong sữa bò vốn được ta uống để hấp thu thêm canxi lại làm giảm lượng canxi trong cơ thể của chúng ta. Bốn nước có ngành công nghiệp sữa lớn trên thế giới là Mỹ, Thụy Điển, Đan Mạch và Phần Lan. Tại các nước này, người dân uống sữa mỗi ngày và tỷ lệ gãy xương, loãng xương ở những nước này cao là vì như vậy.
Trong khi đó canxi trong các loại cá nhỏ hay rong biển mà người Nhật thường ăn nếu như mà chúng ta muốn bổ sung canxi thì tốt nhất hãy bổ sung canxi từ các loại cá và các loại rong biển. Chúng sẽ bổ sung canxi tốt cho cơ thể chúng ta thay vì dùng sữa. Đấy là ý của bác sĩ là như vậy. Ok, như vậy em vừa chia sẻ xong với các anh chị và các bạn về quan điểm của bác sĩ Hiromi Shinza trong cái việc là chúng ta có nên uống sữa để bổ sung canxi hay không nha các anh chị. Thì các anh chị cân nhắc tìm hiểu thêm để mình đưa ra cái quyết định chính xác, an toàn cho sức khỏe của mình, tránh gọi là xem những quảng cáo không chính xác về sử dụng sữa, được không nào? Ok, video này em chia sẻ ngắn gọn với các anh chị và các bạn như vậy thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo của Hà Giảm Cân nha. Nếu như các anh chị quan tâm đến chủ đề giảm cân thì có thể truy cập vào cái mục danh sách phát, có cái danh sách phát là giảm cân chi tiết từ A đến Z. Các anh chị có thể xem các video trong đấy là có thể biết cách giảm cân, được không nào? Và nếu như thấy video này hữu ích thì đừng quên để lại một lượt like cũng như là một lượt đăng ký để chờ đón những video tiếp theo em sẽ chia sẻ nhiều hơn với các anh chị và các bạn về chủ đề dinh dưỡng và sức khỏe, được không nào? Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.